kiếp sau thì hiền nam gương hoa trên quảng trường Ba Đình rộn ràng cờ hoa lung linh trong nắng Hồ Chí Minh sẽ mãi tên người. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Huỳnh Lợi trong ca khúc Sáng Mãi Tên Người, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ. Tại giải thưởng sáng tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018, ca khúc này là một trong những tác phẩm đã được vinh danh và được trao tặng giải thưởng. Để hiểu hơn về thông điệp cũng như quá trình sáng tác ca khúc Sáng Mãi Tên Người, chuyên mục Tỏa Ngát Hương Sen ngày hôm nay mời quý thính giả cùng Nam Hiệp gặp gỡ và trò chuyện với tác giả của ca khúc, nữ nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ. Tỏa Ngát Hương Sen. Xin chào nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ ạ. Nhạc sĩ có thể chia sẻ về hoàn cảnh cũng như là cảm xúc khi mà mình sáng tác ca khúc Sáng Mãi Tên Người được không ạ? Xin chào quý vị thính giả. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ nhân cách và tinh thần của Bác Hồ. Bác có tấm lòng nhân ái bao dung, yêu thương con người rất lớn, không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn mở rộng ra với nhân dân lao động toàn thế giới. Bác đã dành trọn cuộc đời mình để đấu tranh cho tự do, hạnh phúc của dân tộc. Thì tôi vẫn luôn đau đáu trong tim hình ảnh và những việc làm của Bác. Năm 2016, tôi đã viết ca khúc Sáng Mãi Tên Người. Đó là tấm lòng của tôi dành cho Bác Hồ kính yêu. Viết về Bác thì như là những cái lời thì thầm của người con dành cho người cha. Tôi không viết đau to bố lớn, cũng không có phát triển là những giai điệu mạnh mẽ. Tôi viết nó êm đềm, nhẹ nhàng với giai điệu là lôi sợp. Vì tình yêu thương của Bác có sức lan tỏa mãnh liệt thì đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho các nhạc sĩ. Thì tôi nghĩ rằng viết về Bác thì viết như là một cái tâm sự, tâm tình đối với người cha thôi. Khi mà ca khúc được vinh danh tại giải thưởng sáng tác theo chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, thì cái cảm xúc của tác giả khi mà được vinh danh với tác phẩm này như thế nào ạ? Phải nói là tôi hết sức xúc động và cảm thấy vô cùng vinh dự. Cuối cùng thì cái tấm lòng của tôi đối với Bác cũng đã được công nhận. Cái giải thưởng này giống như là tiếp thêm cho tôi cái động lực để tôi tiếp tục viết những đề tài về Bác. Dạ. Khi mà mình thành công với ca khúc về đề tài Bác Hồ cũng như là chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì theo nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ, khi mà mình sáng tác theo chủ đề này thì có nhiều áp lực quá hay không ạ? Thì Bác Hồ á là người có sự thống nhất giữa nói và làm, giữa công và tư. Bác là tinh hoa của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của nền văn minh nhân loại. Thì biết bao nhiêu năm qua đó, đã có hàng ngàn ca khúc viết về Bác Hồ mà ca khúc nào cũng hay, cũng xúc động hết. Nếu mà chúng ta học và làm theo lời Bác thì sẽ giúp mỗi người tự hoàn thiện mình. Từ đó thì cảm xúc sẽ đến từ trong trái tim và mình sẽ viết về Bác không cần suy nghĩ và đắn đo, Nam Hiệp à. Dạ, trong thời gian tới thì nhạc sĩ có tiếp tục gắn với chủ đề này không ạ? Và mình có những dự định nào gần nhất với những ca khúc về đề tài này không ạ? Tôi vẫn đau đớn trong tim những cái hình ảnh về tấm gương của Bác đó, những việc làm của Bác. Tôi vẫn khâm phục, ngưỡng mộ và tôi vẫn muốn tiếp tục viết về Bác. Tôi vừa mới viết ca khúc thiếu nhi là Con Về Thăm Quê Bác và tôi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục viết nhiều bài về Bác nữa. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ rất nhiều và chúc cho nhạc sĩ có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe để tiếp tục mang đến nhiều tác phẩm âm nhạc theo chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ạ. Xin cảm ơn Nam Hiệp và xin kính chúc quý vị khán giả nhiều sức khỏe. Nắng mùa thu uy nghiêm Ba Đình, thiêng liêng tiếng ba khắp non sông sắt son lời thề.
trái tim. Trời xanh trong núi sông dập dờn, đông lòng từ xa khát muôn phương trời. Dạ thân mến, quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tạp chí Hương Sen của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Chương trình đang được phát trên làn sóng AM 610 kHz và phát trực tuyến tại trang web www.voh.com.vn.